Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Niềm vui ngắn hạn và niềm vui dài hạn. Mọi người đều muốn có niềm vui và hạnh phúc. Mọi cố gắng của con người đều phục vụ mục đích này. Người ta chế tạo ra máy móc, sử dụng khoa học công nghệ cũng nhằm làm cho cuộc sống dễ dàng để được vui vẻ hơn. Chúng ta cố gắng làm ra tiền cũng để được vui vẻ hơn. Nhưng niềm vui có đồng nhất không? Không bao giờ. Có những niềm vui dài hạn và cũng có những niềm vui ngắn hạn. Những niềm vui ngắn hạn có nhiều lắm ở xung quanh chúng ta. Chẳng hạn trong khi ăn bột tô phở thấy rất ngon, đó là niềm vui. Nhưng khi ăn hết tô phở, cái ngon không còn nữa là hết vui. Hoặc khi đang ăn một con tôm, cảm thấy ngon, đó là niềm vui xuất hiện. Ăn hết con tôm rồi thì cái ngon không còn nữa, đồng nghĩa niềm vui cũng chia tay ra đi. Hoặc khi đang ngồi ăn nhậu với bạn bè thì rất vui, nhưng đến khi ai về nhà đấy thì niềm vui không còn nữa. Thậm chí một bộ phận nhỏ thanh niên bây giờ tụ tập đua xe máy vì họ tìm thấy niềm vui trong việc đua xe. Khi hết đua họ không còn vui nữa. Đó là những niềm vui ngắn hạn, cảm giác, cảm thọ ngắn ngủi. Đến như danh vọng của cải sắc đẹp cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Cho nên, tìm kiếm danh vọng của cải sắc đẹp cũng chỉ là tìm kiếm những niềm vui ngắn hạn. Vì niềm vui ngắn chóng tới chóng tàn nên phải đi tìm tiếp. Do đó phải ăn tô khác, tìm ăn con khác, gầy bữa ăn nhậu khác và tổ chức cuộc đua khác. Cứ như thế tiếp tục theo thời gian, nhiều người cả đời chỉ đi tìm niềm vui ngắn ngủi. Nếu không khéo lựa chọn thì niềm vui ngắn hạn sau đó sẽ trở thành đau khổ. Chẳng hạn ăn tôm sẽ gây ra và làm tăng bệnh gút. Khoa học cũng đã cảnh báo ăn thịt cá là nguyên nhân của bệnh gút. Ăn nhậu phải kèm uống bia rượu gây nên nhiều bệnh như béo phì, bệnh gan, bệnh thần kinh. Tụ tập đua xe máy là vi phạm pháp luật và có thể tàn phế hoặc mất mạng khi xảy ra tai nạn. Vì niềm vui nhỏ mà nhiều người bất chấp, vì cái khoái khẩu mà cái gì cũng bỏ vào miệng được. Nào là thực phẩm độc hại, hóa chất độc hại, các loại thức uống độc hại, thức ăn của các loài khác. Niềm vui ngắn hạn là những khoái cảm khoái lạc tạm thời. Niềm vui ngắn hạn thuộc về thể xác nên dễ đạt được, nhưng cũng dễ mất đi. Niềm vui lúc có lúc không thì không nên nói đến hạnh phúc. Cho nên trên cõi đời này mà nói đến đạt hạnh phúc chân thật thì khó như tìm kim đáy biển. Niềm vui ngắn hạn thuộc thể xác nên càng ngày mức độ càng tăng dần. Làm có tiền rồi lại muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa mới thỏa mãn. Đạt cái danh này rồi muốn tiếp tục đạt cái danh khác, không thể thỏa mãn được lòng tham là vậy. Tại sao nhiều người tập trung tìm niềm vui ngắn hạn? Bởi vì họ không biết ngoài niềm vui ngắn hạn còn có niềm vui dài hạn đang hiện diện khắp mọi nơi. Có niềm vui dài hạn mới có hạnh phúc. Niềm vui dài hạn là niềm vui lúc nào cũng có. Nó thường trực trong con người như một nguồn năng lượng dồi dào, sống động, lúc nào cũng muốn tuôn trào. Vui mọi lúc, mọi nơi. Ăn cũng vui, không ăn cũng vui. Làm cũng vui, không làm cũng vui. Chơi với bạn bè cũng vui mà ở một mình thì cũng vui. Người như thế thì ngoại cảnh không tác động được. Người như thế thì mới chạm được hạnh phúc chân thật. Như thế mới đạt được phúc lạc vĩnh hằng, khác với khoái lạc tạm thời. Muốn đạt được niềm vui dài hạn, chúng ta phải có sức khỏe tốt. Muốn có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn thực phẩm đúng của loài người. Gạo lứt hoặc ngũ cốc là thực phẩm của loài người như tổ tiên chúng ta sử dụng qua sự tích bánh chưng bánh dày hoặc truyền thuyết hạt lúa thần. Hạt gạo lứt có tính quân bình âm dương nên có khả năng lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, tức làm cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Theo đông y, cơ thể khỏe mạnh là cơ thể quân bình âm dương, cơ thể bệnh tật là cơ thể mất quân bình này. Trong cơ thể, thông thì bất thông, thống thì bất thông. Khi tắc nghẽn, tức bất thông, tức là cơ thể mất quân bình, là bị bệnh, gây đau nhức, thống. Gạo lứt giúp khai thông các tắc nghẽn, khai thông các kinh mạch, khai thông các huyệt đạo. Khi các kinh mạch và các huyệt đạo được khai thông, các huyệt đạo nhận được năng lượng của vũ trụ, còn gọi là hiện tượng trao đổi khí năng lượng với môi trường xung quanh. Lúc này cơ thể được xem là tiểu vũ trụ theo triết học Đông Phương, giao hòa thông suốt với đại vũ trụ. Khi giao hòa được với vũ trụ, cơ thể sẽ nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa. Lúc này cảm giác an lạc xuất hiện, giao hòa càng nhiều với vũ trụ, thì người cảm thấy càng nhẹ nhàng, càng an lạc và dẫn đến phúc lạc vô biên. Đó cũng là trạng thái thiên địa nhân hợp nhất mà người phương Đông thường nhắc tới, tức người trời và đất là một, không khác nhau. Trời đất là vạn vật xung quanh, như thế ta được hòa chung với vạn vật. Niềm vui này, niềm phúc lạc này không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của con người. Một vị thầy so sánh toàn bộ hạnh phúc trên trái đất này đem đổi cho một giây phút lạc này cũng không đổi. Khoa học cận đại hé mở cho thấy chất endorphin là tiên dược nội sinh trị bá chứng, gây cảm giác êm dịu và giảm đau cho cơ thể. Endorphin sẽ tiết ra trong não bộ khi ta làm điều cao thượng, khi ta thích thú, khi ta vận động cơ thể, khi tâm thanh tịnh. Ăn gạo lứt muối mè nên nhai kỹ, nhai cho cơm thành nước rồi mới nuốt. Không những cơm mà bất kỳ thức ăn, thức uống nào cũng phải nhai kỹ khi bỏ vào miệng. Trong khi nhai, biết rõ mình đang nhai gì, biết rõ đang cử động xương hàm như thế nào,
cảm nhận rõ nóng lạnh cứng mềm ở răng nào, nơi nào trong miệng, lưỡi đào qua đảo lại ra sao, nhai trong tâm thanh tịnh, thì endorphin sẽ tăng cường tiết ra giúp xoa dịu các cơn đau, giúp an thần, giúp ngủ ngon, giúp phục hồi sinh lực, giúp tinh thần sảng khoái. Đây cũng là một giải thích tại sao gạo lứt muối mè trị lành mọi chứng bệnh mà không cần đến thuốc men. Những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối ăn gạo lứt, dù không được giữ được mạng sống nhưng ra đi rất nhẹ nhàng, không bị các cơn đau dữ dội hành hạ. Chính cũng nhờ chất endorphin nội sinh này, tiên sinh Osawa phát hiện tổ tiên loài người đi tìm hạnh phúc trên con đường xây dựng sức khỏe thông qua ăn uống đúng, tức là ăn gạo lứt hoặc cóc loại và ăn quân bình âm dương. Tiên sinh khuyến khích chúng ta đi theo con đường này để đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh cửu. Muốn ngắn hạn sẽ có ngắn hạn, muốn dài hạn sẽ có dài hạn, đó là cái luật nhân quả. Muốn cái nào thì chúng ta sẽ có cái đó. Ha ha ha,